Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử trong gìn giữ truyền thống quê hương, những năm qua, huyện Yên Mỹ đã huy động tổng hợp các nguồn lực, đặc biệt là sự đóng góp của nhân dân để tu sửa các di tích. Nhà tưởng niệm Tể tướng Phạm Công Trứ ở thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng do nguồn lực không đủ nên trước đây chỉ được sửa chữa, cơi nới tạm bợ. Cuối năm 2020, di tích được đầu tư xây mới với tổng vốn gần 15 tỷ đồng, trong đó có 8,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, còn lại huy động xã hội hóa. Khu di tích rộng khoảng 1.000 m2, gồm nhà tưởng niệm, nhà quản lý, đón tiếp và các công trình phụ dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Qua nhiều cái thời gian nó xuống cấp, cửa kiếc là mọt mối hết, cái hoành xà này là nó mọt hết. Cứ mưa là bắt đầu là dột, cũng đảo đi đảo ngói lại bao nhiêu lần nhưng mà không được. Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Yên Mỹ xây dựng kế hoạch tu bổ sửa chữa 5 cụm di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh. Kinh phí dự kiến là hơn 27 tỷ đồng. Nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, không dễ để hoàn thành kế hoạch này. Vì vậy mà nhiều địa phương đã vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa cùng chung tay xây dựng. Toàn bộ cái nguồn công đức được công khai, rõ ràng, minh bạch. Phát nên loa truyền thanh của là nhân dân có sự tin tưởng cho nên đồng thuận thì dùng chính nội lực của quê hương. Hiện công tác huy động tổng hợp mọi nguồn lực để tu sửa, nâng cấp các di tích văn hóa lịch sử được triển khai đồng bộ ở nhiều xã, thị trấn của huyện Yên Mỹ. Tiêu biểu như các xã Trung Hưng, Lý Thường Kiệt, thị trấn Yên Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn nhiều di tích đang xuống cấp, cần sự chung sức đồng lòng giữa nhà nước và nhân dân, qua đó góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.